Đây là đoạn video đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội những ngày qua. Video ghi lại cảnh các bạn trẻ chụp ảnh đón Tết cho những người lao động mưu sinh đường phố những ngày cận Tết ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Anh Lê Thanh Sơn, nickname Sơn Đoàn, 30 tuổi, đại diện nhóm chụp ảnh cho biết, chụp ảnh cho người mưu sinh đường phố khá khó vì các cô chú ngại khi thấy ống kính. Để mọi người thoải mái, các bạn trẻ cần thêm thời gian nói chuyện để bắt khoảnh khắc tự nhiên. Anh Sơn cho hay nhóm đăng clip lên mạng xã hội vì muốn lan tỏa những điều dễ thương, tích cực đến mọi người, đúng như tên kênh, những điều dễ thương. 14 nhân vật là 14 câu chuyện khác nhau nhưng có điểm chung trong bộ ảnh Tết, đó là nụ cười tươi. Trong đó, một số cô chú đã từng được các bạn hỗ trợ và còn giữ liên lạc. Một số khác các bạn gặp trên đường và mời quay, chụp ảnh. Để tạo bất ngờ cho nhân vật, khi in ảnh, đóng khung xong, nhóm mới quay lại tặng nhân vật cùng một số phần lì xì nhỏ dịp cuối năm. Theo kế hoạch, nhóm sẽ chụp thêm các bộ ảnh về những ông bà cụ ở viện dưỡng lão, các em nhỏ ở bên Cồn, người dân trên khu chợ nổi tại An Giang dịp Tết này. Mời quý vị cùng nhìn ngắm bộ ảnh ý nghĩa này.